Ngọc Anh rất vui khi tiếp tục là người đồng hành của quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, thịt lợn là một loại thực phẩm đã quá quen thuộc đối với mỗi gia đình người Việt rồi đúng không ạ? Món ăn này phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già. Ngoài ra đây còn là một loại thịt đỏ có hàm lượng protein cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu, khoáng chất và các axit amin tốt cho sức khỏe. Thế nhưng có một bộ phận của thịt lợn cực kỳ rẻ tiền, còn được coi là bài thuốc quý chữa được nhiều căn bệnh nguy hiểm như là bệnh thiếu máu, tim mạch và thậm chí là ngăn ngừa ung thư nữa đấy. Đặc biệt đó lại là một bộ phận ở nội tạng của con lợn đấy quý vị ạ. Thế nhưng thần dược này đã được các thầy thuốc đông y sử dụng, chữa bệnh rất hiệu quả mà chúng ta không nên bỏ qua. Vậy bài thuốc đó là bộ phận nào của lợn và sử dụng thần dược đó như thế nào để chữa bệnh? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Mặc dù các loại nội tạng động vật, đặc biệt là của lợn, không được khuyến khích ăn vì nó có thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh liên cầu khuẩn vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không thể phủ nhận những lợi ích của tiết lợn. Dinh dưỡng trong tiết lợn rất phong phú, lượng protein trong tiết lợn bình quân chiếm khoảng 74%, tương đương gấp 4 lần so với thịt lợn, 5 lần so với trứng gà, và toàn bộ giá trị protein bao hàm 8 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người. Cứ mỗi 100g tiết lợn chiếm tới 16g protein, cao hơn thịt bò và thịt lợn. Protein trong tiết lợn có chứa lượng axit amin gần giống như trong cơ thể con người, cho nên rất dễ được hấp thụ và tiêu hóa. Tiết lợn còn có chứa hàm lượng lecithin, sắt và một số nguyên tố khác cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, ăn tiết lợn rất tốt cho sức khỏe. Cụ thể, ăn tiết lợn đúng cách, các bạn sẽ có được những công dụng tuyệt vời sau đây. Công dụng đầu tiên đó là ngăn ngừa thiếu máu. Vì tiết lợn có chứa hàm lượng chất sắt cao và dễ dàng hấp thụ nên nó được xem là nguồn bổ sung sắt tự nhiên giúp phòng ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Chính vì vậy, loại thực phẩm giá rẻ này đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và sau khi sinh. Ngoài ra, tiết lợn còn có chứa nguyên tố vi lượng coban giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u ác tính. Công dụng thứ hai là chữa lành vết thương. Theo các nghiên cứu, trong tiết lợn có chứa một chất có thể loại bỏ các tế bào bị hoại tử, tế bào bị tổn thương, cũng như đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Ngoài ra, trong tiết lợn có chứa vitamin K, thúc đẩy đông máu nhanh hơn, từ đó giúp cầm máu nhanh chóng. Những người bị thương nhẹ, nếu ăn một lượng tiết vừa phải thì vết thương sẽ chóng lành. Công dụng thứ ba đó là chống lão hóa. Có nhiều nguyên tố vi lượng trong tiết lợn. Ăn trong thời gian dài giúp da dẻ của phụ nữ hồng hào, tươi trẻ hơn. Đồng thời, loại thực phẩm này còn có chứa nhiều phốt pho lipid giúp trì hoãn sự lão hóa. Không chỉ vậy, chất này còn có thể làm tăng lượng acetylcholine giúp các tế bào thần kinh được liên kết nhanh chóng, từ đó cải thiện trí nhớ của con người. Những người già, bệnh nhân mắc chứng Alzheimer thì nên ăn nhiều tiết lợn. Công dụng thứ tư đó là phòng ngừa ung thư. Trong tiết lợn có chứa hàm lượng nguyên tố vi lượng phong phú, chúng có khả năng phòng ngừa tế bào ung thư ác tính, sinh sản và phát triển. Theo các nhà khoa học, tiết lợn có chứa chất wow hormone, chất này có khả năng làm tổn hại hoặc tiêu diệt tế bào xấu, gây hại cho cơ thể. Đồng thời, nó cũng đẩy nhanh quá trình hồi phục của các mô bị tổn thương, từ đó có thể phòng bệnh ung thư rất hiệu quả. Công dụng thứ năm đó là khử trùng ruột. Y học hiện đại đã chứng minh, protein trong tiết lợn sau khi trải qua quá trình phân giải của các axit trong dạ dày sẽ sản sinh ra hợp chất mới. Hợp chất này có tác dụng khử trùng ruột. Chúng sẽ tiêu diệt các phản ứng sinh hóa do hạt kim loại tạo thành. Sau đó chúng tiến hành loại bỏ các chất độc ra khỏi ruột. Nhờ đó có thể lọc sạch được các chất độc hại ra khỏi ruột. Công dụng thứ 6 đó là hỗ trợ giảm béo. Đối với những người đang giảm béo mà nói, món tiết lợn là một thực phẩm hỗ trợ giảm béo rất tốt bởi vì nó có chứa rất nhiều chất sắt, có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu cho những người đang trong quá trình ăn kiêng, giảm béo mà giá thành của nó thì rất rẻ. Công dụng thứ 7 đó là phòng bệnh và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Tiết lợn có lợi cho việc điều trị và dưỡng bệnh tốt hơn đối với những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, bệnh nhân mắc bệnh về thận và tim mạch. Ngoài ra, nó còn dùng để chữa chứng chóng mặt, nôn mửa, chảy máu, các vết bầm tím, tổn thương do mất máu dẫn đến co giật. Trong tiết lợn có chứa hàm lượng chất sắt cao, dễ được hấp thụ vào trong cơ thể. Ăn nhiều tiết động vật sẽ có lợi cho giai đoạn sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ đang cho con bú. Từ đó có thể phòng ngừa thiếu sắt trong máu, đồng thời phòng chống các bệnh về tim mạch, xơ cứng động mạch, tắc mạch máu ở người cao tuổi. Các bạn có thể chế biến tiết canh lợn đúng cách và khoa học như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị:
tiết lợn, hành tươi, hạt tiêu, muối, mì chính, nước nguội, ớt và rau răm. Cách làm như sau. Pha nước sôi để nguội vào tiết với tỷ lệ 1,5 đến 2 bát nước cho một bát tiết. Sau đó cho thêm mì chính vào đánh tan. Nếu bạn thích ăn hành, rau răm, ớt thì cho vào đánh cùng. Để 5 phút thì tiết đông lại, đun nước sôi rồi thả tiết vào. Sau khi nồi canh tiết sôi lại, bạn tắt bếp, đậy vung khoảng 10 phút thì tiết sẽ giòn và không bị xốp. Các bạn thân mến, mặc dù tiết canh lợn tốt nhưng không hoàn toàn lành tính với tất cả mọi người. Vì vậy, những đối tượng sau đây thì không nên ăn tiết lợn. Đầu tiên là những người mắc bệnh về tim mạch. Tiết lợn có chứa hàm lượng cholesterol cao nên không thích hợp đối với những người vốn mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, những người đang trong quá trình điều trị chống bệnh máu đông cũng không nên ăn tiết lợn. Thứ hai là người bị chảy máu đường tiêu hóa. Tiết lợn có chứa nhiều sắt nên người ăn nhiều tiết lợn sẽ đi phân có màu đen. Trong khi đó, những người bị chảy máu đường tiêu hóa cũng đi phân có màu đen. Điều này có thể ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra cũng như điều trị của bác sĩ. Thứ ba là người bị xơ gan. Mặc dù những người khỏe mạnh ăn tiết lợn có thể giúp bảo vệ gan, nhưng nếu những người mắc bệnh xơ gan tiêu thụ quá nhiều thì có thể gây ra lượng protein dư thừa và khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Quý vị thân mến, trên đây là bài thuốc dân gian từ tiết canh lợn đã được nhiều người sử dụng để chữa bệnh. Lợi ích của nó mang lại được ví như nhân sâm. Vì vậy, quý vị hãy sử dụng đúng cách để nhận được những lợi ích tuyệt vời đó nhé. Ngoài ra, trong các bộ phận của lợn thì không phải thứ gì cũng bổ dưỡng, thậm chí có những bộ phận của lợn rất độc, gây hại đến sức khỏe con người. Và nếu sử dụng quá nhiều, không sử dụng đúng cách, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, các bạn hãy tránh hoặc hạn chế ăn một số bộ phận từ lợn ngay sau đây. Đầu tiên đó là óc lợn. Nhiều người thường có quan niệm ăn gì bổ nấy nên thường mua óc lợn về ăn với ý nghĩ giúp bổ não. Nhưng kỳ thực óc lợn không hề có tác dụng hỗ trợ phát triển trí não như đồn đại. Trái lại, ăn nhiều óc lợn khiến cho cơ thể đối diện với nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch. Các chỉ số thống kê cho thấy rằng cứ 100g óc lợn có tới 2.500g cholesterol, tức là gấp 8 lần nhu cầu cholesterol của một người trên một ngày. Chất đạm trong óc lợn chỉ có 9g trên 100g, thấp hơn rất nhiều so với các phần khác như thịt nạc. Theo các chuyên gia, óc lợn không những không tốt cho trí não, mà ngược lại còn có thể gây hại nếu như ăn quá nhiều và ăn thường xuyên. Vì có chứa ít chất sắt nên nếu ăn trong thời gian dài sẽ dễ bị thiếu máu và thiếu sắt. Thứ hai là phổi lợn. Phổi là cơ quan hô hấp, cũng là bộ phận tích tụ nhiều độc tố nhất trên cơ thể lợn. Phổi lợn có rất nhiều phế ngang và đây được xem là nơi dễ dàng để tích tụ và lắng đọng nhiều bụi trong màng phổi. Bên cạnh đó, lợn có thói quen đặc biệt là hay hít thở sát đất nên đã hút vào phổi một lượng rất lớn bụi bẩn hàng ngày. Khi hít thở, một lượng bụi cùng các kim loại nặng sẽ bị hít sâu vào trong phổi và nằm yên ở đó. Khi con người ăn vào sẽ vô tình mang theo bụi và kim loại nặng vào theo, thậm chí có cả virus gây bệnh và gây hại rất lớn cho cơ thể. Theo kết quả kiểm nghiệm, trong phổi lợn có chứa một lượng độc tố bởi chất tạo nạc và những thành phần tăng trọng trong thức ăn chăn nuôi, chiếm tỷ lệ 60% trong toàn bộ thịt lợn. Ăn phổi lợn nếu không được xử lý và sơ chế đúng cách thì có thể gây ra ngộ độc. Thứ ba, đó là gan lợn. Gan lợn là bộ phận chứa nhiều cholesterol và các kim loại nặng. Trung bình 100g gan lợn thì lượng cholesterol bạn dung nạp đã lên tới hơn 400g. Trong khi đó, nhu cầu của mỗi người chỉ được phép dung nạp vào khoảng 300g cholesterol trên một ngày. Nếu ăn quá nhiều gan lợn, lượng cholesterol nạp vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ra các bệnh như xơ vữa động mạch và làm bệnh tim mạch trở nên nặng hơn. Do đó, những người mắc bệnh huyết áp cao hoặc tim mạch vành thì nên hạn chế ăn gan lợn. Hơn nữa, tất cả các thức ăn mà lợn ăn vào đều phải đi qua gan để giải độc. Quá trình thải độc đó, nếu không được thực hiện tốt, vô tình giữ lại rất nhiều những tồn dư chất độc hại, bao gồm chất tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi, các hợp chất và kim loại nặng. Khi ăn vào trong cơ thể, lượng độc tố này sẽ tích tụ và gây hại cho sức khỏe của con người. Thứ tư, đó là lòng lợn. Ăn lòng lợn là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, món ăn khoái khẩu này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng khiếp đe dọa đến sức khỏe của chúng ta. Lòng lợn tức ruột già là nơi chứa chất cặn bã của thức ăn sau khi đã tiêu hóa, thải ra mà người ta gọi là phân. Vì vậy nó là nơi mà các vi sinh vật sinh sống rất nhiều, chắc chắn sẽ tồn tại nhiều ký sinh trùng, nhiều vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm như vi khuẩn E. coli, các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lị và thương hàn. Thứ năm, đó là mỡ lợn.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, thì mỡ lợn không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ béo phì, người có bệnh về tim mạch hay mỡ máu cao. Mỡ lợn còn khiến cho những người già vốn có men tiêu hóa giảm gặp khó khăn trong việc hấp thụ dinh dưỡng. Người mỡ máu cao ăn nhiều thịt mỡ khiến hàm lượng cholesterol tăng lên gây nguy hiểm. Ngoài ra, nếu đang có nhu cầu giảm cân, thanh lọc cơ thể, thì mỡ lợn chính là kẻ thù của bạn vì gây ra tăng cân nhanh. Thứ 6, đó là bì lợn. Bì lợn có hàm lượng dinh dưỡng rất thấp nhưng lại có chứa nhiều cholesterol xấu sẽ gây ra bệnh về tim mạch, cao huyết áp và béo phì. Ngoài ra, nếu không được cạo sạch lông hoặc chế biến sạch sẽ, thì bì lợn sẽ mang theo rất nhiều ký sinh trùng và độc tố vào bên trong cơ thể. Quý vị thân mến, chắc hẳn qua video ngày hôm nay, quý vị đã biết bổ sung những món ăn từ lợn khoa học và hợp lý hơn để đem lại sức khỏe và phòng ngừa nhiều loại bệnh tật nguy hiểm rồi đúng không nào? Chúc quý vị sẽ luôn có những bữa ăn ngon miệng và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!